Ngày 12 tháng 7, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo nghi là tên lửa đạn đạo liên lục địa về phía vùng biển phía đông. Theo hãng tin Yonhap, tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết họ đã phát hiện ra vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, xảy ra khoảng 10 giờ sáng 12 tháng 7 gần Bình Nhưỡng, nhưng không cung cấp thêm thông tin trong khi chờ phân tích. Hàn Quốc nghi đây là một tên lửa đạn đạo liên lục địa, bay được tầm 1.000 km trước khi rơi xuống biển. Trong khi đó, lực lượng tuần duyên Nhật Bản cũng cho biết tên lửa có khả năng hạ cánh bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, cách bán đảo Triều Tiên khoảng 550 km về phía đông. Thời điểm rơi xuống được cho vào 11 giờ 13 phút ngày 12 tháng 7 theo giờ địa phương, tức 9 giờ 13 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã ra lệnh cho nhân viên thu thập thông tin và cảnh giác để chuẩn bị cho các sự kiện không thể đoán trước, theo văn phòng thủ tướng. Đầu tuần này, bà Kim Jo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tuyên bố rằng máy bay do thám của quân đội Mỹ đã xâm nhập vào khu vực trên vùng đặc quyền kinh tế của Triều Tiên. Đợt phóng tên lửa gần nhất trước đó của Triều Tiên diễn ra vào ngày 15 tháng 6.